Xin chào mọi người, tên mình là Hùng, chủ sở hữu của Đại Gia Nguyễn, một doanh nghiệp cà phê. Mục tiêu của mình là giúp khách hàng cà phê của mình tăng số lượng khách hàng tiềm năng đến quán và duy trì sự phát triển. Nếu bạn có biết ai đang quan tâm đến việc mua cà phê hoặc mở quán, xin hãy giới thiệu cho mình. Rất cảm ơn mọi người. Chủ đề hôm nay là mình đã có các bí quyết pha cà phê ngon và phương pháp pha cà phê ngon của Trung Nguyên. Trào lưu cà phê ngày càng trở nên phổ biến và người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi sự thăng hoa về hương vị và chất lượng của Trung Nguyên. Trung Nguyên, nhà sản xuất cà phê nổi tiếng, đã đem đến một bí quyết pha cà phê vô cùng ngon và độc đáo. Trong bài viết này, mình sẽ tập trung vào việc giải quyết các vấn đề thường gặp của khách hàng và đề xuất giải pháp để tạo ra niềm sung sướng sau khi áp dụng phương pháp này. Vấn đề khách hàng thường gặp. Thứ nhất, đó là hương vị không đạt yêu cầu. Một số khách hàng gặp khó khăn trong việc tạo ra cà phê có hương vị đậm đà hơn và thơm ngon, không như mong đợi. Thứ hai, đó là lựa chọn hạt cà phê. Khách hàng thường bối rối khi đối diện với nhiều loại cà phê hạt khác nhau. Và thứ ba, đó là kỹ thuật pha cà phê. Một số khách hàng chưa thành thạo kỹ thuật pha cà phê và gặp khó khăn trong việc làm sao để đạt được sự hoàn hảo trong ly cà phê. Và đây là giải pháp để tạo ra một ly cà phê ngon. Thứ nhất, đó là tìm hiểu về hạt cà phê. Để tận hưởng một cốc cà phê ngon, khách hàng thường hiểu rõ về các hạt cà phê có sẵn và phương thức của chúng để chế biến. Thứ hai, đó là Trung Nguyên cung cấp thông tin chi tiết về các loại cà phê và khách hàng có thể tìm hiểu để chọn loại hạt phù hợp và khẩu vị của mình. Thứ hai, bí quyết pha cà phê độc đáo của Trung Nguyên đã phát triển một phương pháp pha cà phê độc quyền và đơn giản mang tên phương pháp 4M. Bằng cách tuân thủ các bước sau, khách hàng có thể tạo ra một ly cà phê ngon mỗi lần. A. Máy móc sử dụng máy pha cà phê chuyên nghiệp. B. Nguyên liệu chọn hạt cà phê chất lượng cao, tuân thủ tỷ lệ hợp lý giữa hạt cà phê và nước. C. Môi trường đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh khi pha cà phê để tăng trải nghiệm. D. Kỹ thuật áp dụng các bước pha cà phê như đo đạt tỷ lệ, xay cà phê đúng cách, sử dụng nước đúng, nhiệt độ và thời gian pha chế hợp lý. Thứ ba, tạo không gian thưởng thức. Một không gian thoải mái và thích hợp để thưởng thức cà phê cũng góp phần tạo niềm sung sướng. Tạo ra không gian yên tĩnh, trang trí theo phong cách yêu thích và dành thời gian để thưởng thức cà phê một cách tận hưởng. Thứ tư, chia sẻ trải nghiệm. Chia sẻ trải nghiệm của mình với người thân, bạn bè và cộng đồng cà phê sẽ làm tăng niềm vui và sự sung sướng. Tạo ra cơ hội để thảo luận, học hỏi từ nhau và khám phá những cách pha cà phê mới. Cuối cùng, với những bí quyết pha cà phê ngon của Trung Nguyên, khách hàng có thể vượt qua được những vấn đề phổ biến và tạo ra niềm sung sướng trong việc thưởng thức cà phê bằng cách tìm hiểu về hạt cà phê, áp dụng phương pháp 4M, tạo không gian thưởng thức và chia sẻ trải nghiệm. Khách hàng sẽ có cơ hội tận hưởng hương vị đậm đà, thơm ngon của cà phê mỗi lần. Cùng Trung Nguyên, hãy khám phá và trải nghiệm niềm sung sướng mới từ cà phê ngon.